dịch Covid-19 thực sự là một cái rất là khó khăn đối với các cái doanh nghiệp vận tải. Chính sách mới của chính phủ là vừa chống dịch, vừa sản xuất, vừa tất cả mọi thứ đồng hành, thì chúng tôi đang kỳ vọng là sẽ khôi phục lại những công việc. Dần dần bắt tay vào để khôi phục cái năng lượng sản xuất, kinh doanh. Chúng tôi sẽ trở lại. Tôi gọi đây là ngày tri ân các đối tác, các bạn hàng mà đã ủng hộ cho khối shop chúng tôi, các đại diện chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Và chúng tôi cũng rất là mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ ngày càng quý báu và vô cùng là chân tình của các quý vị khách quý đối với chúng tôi, đối với sản phẩm Fortragic nói riêng và tất cả các sản phẩm xe nói chung của kho. Và tôi cũng rất là hân hạnh ngày hôm nay xin được giới thiệu với các quý vị chiếc xe Fortragic mới là một trong những 500 chiếc lâm quân ngày năm nay của Ford sẽ chính thức được ra mắt thị trường Việt Nam.